Xin chào cả nhà đến với clip thứ ba của tuần này ạ. Clip này thì có một số dao, đa số là dao gọt, nồi áp suất và một số chảo thanh lý ha anh chị. Mã đầu tiên ạ. Y124 dao Nakiri của Kai. 350 ạ. Dài lưỡi là 16, rộng 4,7, dài 0,15 cm. Cán nhựa, cây này cán nó không đẹp ha. Mấy cái cây này mà đã qua sử dụng, mấy cái cán nó để lâu á, nó bị mốc mốc á. Y125 ạ. 250. Cây này cây đã qua sử dụng. Cán nhựa có vết nứt ở trên này. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,3, dài 0,2. Cây là dòng sử dụng khá bền và nó cũng khá là nổi tiếng. Sử dụng phổ thông luôn. Y126 350, dao mới thanh lý của hãng Kai. Tay cầm gỗ, cây này bị phá logo ha. Phá logo, chỗ này còn chữ K, K nhẹ nhẹ nè. Nó bị bám rỉ một chỗ này xíu. Dài lưỡi là 16,6, rộng 4,6, dài 0,19 cm. Y127 250. Cây này da 3 lớp, thép không rỉ. Cây tay cầm nhựa. Mấy cây này vậy chứ hàng mới nó cũng phải triệu mấy á, triệu mấy một cây. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,6, dài 0,18. À, một triệu mấy thì em không chắc nha. Em cũng quên mất cái giá gốc của nó. Y128 200. Một lớp thép không rỉ, tay cầm nhựa, dài lưỡi 16,8, rộng 4,6, dài 0,18 cm. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà mấy cái bản này là bản gần như full bản hết. Y129 350. Cây thương hiệu dập chìm molybdenum vanadium. Cây này cây nội địa đã qua sử dụng. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,6, dài 0,15 cm. Cây dao gọt Y130 100. Một lớp thép không rỉ, phủ chống dính, dài lưỡi 13,7, rộng 3,2, dài 0,14 cm. Tay cầm nhựa. Y131 100.000, da phủ phủ titanium, phủ đúng rồi. 100.000, dài lưỡi 12,5, rộng 2,5 ạ. Tay cầm nhựa, tay cầm có hơi xước nhẹ ha. Y132 100.000. Này của Van Osset, nó giống cái cây 130 size nhỏ 100 luôn. Những cây này bóc hành tỏi làm thao tác trong bếp rất là ok. Thép mà dao này là một lớp thép có phủ chống dính ha. Dài lưỡi 10, rộng 2,3 cm. Y133 120. Cây này dán gọt, dán này lóc cũng được á. Dài 13, rộng 1,9. Cây này không có logo. Tay cầm của nó có một cái vết, cái vết này chắc là vết ốp của cái cán vào thôi. Y134 120, một lớp thép không rỉ, dài lưỡi 13,5, rộng 2,8 cm. Tay cầm nhựa. Y135 150, da một lớp thép không rỉ, này của hãng Mac. Hãng Mac Superior. Dài lưỡi là 12,5, rộng 2,5 ạ. Tay cầm gỗ. Y136 220, Sabatier này thương hiệu của Pháp. Một lớp thép không rỉ, 220, dài lưỡi là 13,4, rộng 3,1, dài 0,18 cm. Tay cầm nhựa. Y137 80.000. Dao gọt thương hiệu dập chìm. Dài lưỡi là 11,6, rộng 2,5 cm. Tay cầm nhựa. Y138 200. Dao đất hai hình người, một lớp thép không rỉ, tay cầm gỗ, dài lưỡi. Cái Y137 là tay cầm gỗ luôn, em nhầm nhé. Dài lưỡi là 12, rộng 2,5, dài 0,19 cm. Y139 200, dao đất hai hình người, tay cầm gỗ. Dài lưỡi là 12, rộng 2,4, dài 0,2 cm. Tay cầm gỗ cây này đẹp ha. Y140 280 ạ. Đất hai hình người, cái dáng này dáng cong cong để gọt hoa quả hả anh chị. À, bóc hành tỏi khâu liền, cái này khá là đẹp. 280 Chevrolet hai hình người, dài lưỡi là 7,7, rộng 1,9 cm. Y141
120 này cũng đất luôn ạ. Richardson, Richardson thương hiệu của Anh này, của đất gì đó. 120, dài lưỡi là 8,5 rộng 2 ạ. Tay cầm nhựa Y143, 142, dài là 8,3 rộng là 2,1 ạ. Cây này 100, kiểu như dao lóc anh chị, dao lóc nhỏ thương hiệu dập chìm, một lớp thép carbon. Y143, 120, cây này khâu liền cán gỗ, dài lưỡi là 7 rộng 2 xăng, nó cũng dạng dao lóc nhỏ nè. Y144, cái rổ khá cao. Y144 dao nồi áp suất, nồi áp suất của cái này tem chữ Nhật ha. Nồi này để xem, nồi là chất liệu bằng nhôm, nấu từ được ạ. Ngang nó là 24, sâu là 13, nặng 2,2 kg. Nơm dày, đế rất là dày dặn ha. Cái ron khá là mới. Nặng 2,2 kg, nồi này 6 lít ạ. Nấu ăn nhà 4 người, 6 người cũng được, nấu tiệc cũng được luôn chị. Này anh chị nào mà mua bán quán cũng được luôn, tại bán quán mình làm 3-4 nồi, 2 nồi, 3 nồi vậy á thì là đủ xương rồi ha. Xương mình hâm trong này, mình hầm trong này nó sẽ mềm mà nó không bị nát á. Nồi áp suất thì xài bền, xài hoài thôi. 700 dày dặn ạ. Y145, nồi này nấu được từ nồi hàng Trung Quốc xuất Nhật, Made in China, 6 lít pressure cooker này, cái tiêu chuẩn này là cái tiêu chuẩn gì nè, P kiểu của Beaulieu, hàng có xước ha, inox có xước. Xài nồi áp suất thì em là trùm ghiền xài nồi áp suất, em nấu ăn tối đó, ví dụ tối hầm thịt, nấu hầm xong rồi tắt bếp rồi để đó nó tự nó sẽ nóng, mà nó giữ nóng chắc cũng hơi lâu, nó tự xì tự nóng, rồi sáng ngủ dậy là nhừ thịt là nấu đồ ăn sáng là nó nhanh. Với xài nồi áp suất nấu cháo nó không trào này, cháo ngon. Với mình có thể hấp đồ ăn, hấp khoai lang, cái này luộc bắp nó cũng giữ ngon ha. Cái này có cái nút bấm để mở khóa, không xài nút là không mở được ha, không xài nút là không mở được, có nút bấm mở khóa. Cái này cái tem dán chữ Nhật nè, hàng Trung Quốc xuất Nhật, 6 lít, cái này 850 ạ, ron cũng còn khá mới dày dặn. Ngang là 22, sâu là 15,5, nặng 2,9 kg. Nồi này có chống men chống dính và cái phần men khá là mới, men rất là mới luôn. Xào nấu trong này luôn, xong rồi X146, 1.200.000, cái này của Tiffany. Những cái nồi này em sẽ bao xài bao thử cho anh chị ha. 1.200.000, phần ron của nó đây ạ, hàng ron mới ha. Những cái nồi áp suất này nó hư cái gì, nó chỉ có hư mỗi cái ron thôi anh chị, mà những cái ron này thì có thể thay được, mua thay được, không có vấn đề gì hết ha. Xài bền. Ngang là 22, sâu là 26, có những cái lõm ở xung quanh này nè, để không biết để làm gì ta, không lẽ B đã có quay rồi, em cũng biết là để làm cái gì nữa. 2,9 kg, nồi 6 lít dành cho nhà 6 người nấu tiệc, nấu đám giỗ được luôn á. Tại em nấu có 2,5 lít mà nhà 3 người cũng được, 3
người, có hồi nấu 6 người. Made in France, Pháp, nấu được tất cả các loại bếp. Hàng tương đối đẹp. Xước nhẹ hơn chị. Mở ra thì ấn nút này, đóng vào thì ấn nút này. Y 47 60.000. Cái chảo, chảo không nấu được từ, chảo nhôm, ngang là 16 xăng, khá là nhẹ ha, nhẹ mỏng. 60. Y 138, cái này dày, nấu được tất cả các loại bếp. 130.000, ngang 16, chỗ này có rổ một chút xíu, chắc chắn dày dặn. Y 149, 180.000, ngang là 16, sâu là 3. Này có thương hiệu, nấu được tất cả các loại bếp. Y 150, 350.000, ngang là 18, sâu là 8 xăng. Nồi phẳng, trông cũng khá là mới. Cái này thương hiệu này giống của Mỹ, Tsuru Maru nè. Nippon, nấu được tất cả các loại bếp, nồi hai đáy. Vung ha, bộ nồi này có vung. Cái vung, cái nắp của nó cũng rất là xịn. Y152, mới có 11 phút sắp hết video rồi. Video này quay nhanh. Y152 nó sẽ có hai cái nồi. Cái nồi này là ngang 18, sâu là 8 xăng. Kiểu nó như kiểu pha lê, kiểu vân búa ha anh chị tổ ong. Có logo tay cầm gỗ. Cái mấy tay cầm gỗ này nó bị để lâu ở ngoài, bị dính nước, nó bị tróc tróc á. Nó có tróc sơn nhẹ, nặng 500g. Với cái nồi lớn là ngang 20, sâu là 8,5. Nồi lớn dày dặn đẹp, nặng 590g. Những cái nồi này thì dày dặn ha. Cái nắp nó có hai cái ngăn, nó sẽ sử dụng cho cái nồi lớn. Những cái hàng này là hàng mới thanh lý của hãng, và cái nắp này sử dụng cho nồi nhỏ được. Nó vô cái gờ của nó luôn anh chị, chứ không phải ép đâu. Cái kiểu nó vậy luôn. Với cái nấm này là cái nấm rời, cái nắp là nắp rin. Còn cái nấm về hàng thanh lý về không có nấm, mình nấm này mua ngoài. Y 153, một cái nồi nó cũng khá mỏng, nồi này mỏng lắm. Cái này ngang là 15, sâu là 6,5 xăng. 60.000. Y 154, trời. Em ghi chữ xong rồi tự ghi tự không biết. Đi số 4. Cho em sửa xíu ha, để không lộn. 154, 220. Cái nồi này cái này vặn bằng cái lục giác anh chị. Vặn bằng cái lục giác, mà cái này cái lục giác nhà em nó mới gãy. Cái này nó còn hơi lỏng xíu. Bên này thì chắc ha. Ngang là 24, sâu là 9,5. Nặng 700g. Trong này nó có vài vết xước. Có men chống dính ha. Nồi nấu canh có men chống dính, vài vết xước nhẹ. Cái này chiên vẫn còn chống dính ok ha. Cái này chiên ngập dầu, chiên cá, chiên đậu hũ, đồ tifan. Này tifan của Pháp. Không nấu được bếp từ, nấu bếp ga, bếp hồng ngoại. Y155, 100 ạ. Ngang là 28, sâu là 8 xăng. Cái này là xước. Hàng em sale là 100.000, nặng 800g tifan. Nồi này nó vỡm nó sâu như vậy á, anh chị rang đồ xài cũng khá là ngon ha. Dày dặn. Nó xước vậy thôi chứ nó chống dính cũng là ok lắm. Y156, 180. Cái này thì không, nó vẫn còn lớp men, có xước nhẹ thôi ạ. 180 ạ, ngang 28, sau là 6 xăng. USA, design USA Nayer.
Y157 150 nồi này cũng Tefal. Cái men này thì xài còn ok ha, cái bị xước cấn thôi. Ngang là 26,5, rộng là sâu là 5 cm. Tefal Pháp, không nấu được bếp từ. Dày dặn nặng lắm, nặng 850 g. Cái này nặng 750 g nè. Này 100.000, hàng có vết xước. Ngang là 16,5, rộng 4,5 cm. Không nấu được bếp từ, nấu ga, bếp ga, bếp hồng ngoại. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.